Sinet xé nhau ác liệt bảng xếp hạng mỹ nhân đỉnh nhất 2021. Dương Mịch lệ dĩnh cỏ nhau, Diệp Phi lệt đệt. Bảng xếp hạng 10 năm mỹ nhân Sinet có sức ảnh hưởng nhất 2021 gây ra nhiều ý kiến trái chiều khi nêu Diệp Phi lép về hàng loạt sao trẻ. Mới đây danh sách 10 năm mỹ nhân hoa ngữ có ảnh hưởng nhất 2021 đã lộ diện. Kết quả này dựa trên đánh giá hoạt động của các ngôi sao ở mọi mặt như thành tích phim ảnh, chỉ số thương hiệu. Giữa đầu bảng danh sách không ai khác chính là địch nệ nhật 3 sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng nổi diễn xuất thần sâu, cô nàng được xem là nữ thần thế hệ mới. Nguồn tài nguyên phim ảnh của Nhật Ba được người trong giới đánh giá cao nhất nhì Cbiz. Hơn nữa số lượng nhãn hàng mà mỹ nhân Tân Cương đảm nhận vai trò đại sứ cũng khiến đàn chị ghen tị. Vị trí thứ 23 là cuộc đối đầu gay gắt giữa hai bông hồng độc thân đắt giá nhất hoa ngữ, Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh. Cuối cùng phần thắng thuộc về mỹ nhân họ Triệu, hạng 2. Năm nay dù không tham gia quá nhiều dự án, nhưng độ hot của Triệu Lệ Dĩnh không hề sụt giảm. Dự án hiệu phỉ kết hợp cùng Vương Nhất Bác đã giúp cô mở bát một năm thuận buồm xuôi gió. Hạng 3 thuộc về Dương Mịch. Thời gian qua, nữ ngôi sao 8 x đã cống hiến hết mình và gặt về vô số thành công, đang chú ý trở thành đại diện toàn cầu của nhà một ý Etro. Hai cái tên còn lại trong top 5 là Dương Tử và Cúc Tịnh Y với vị trí 4 và 5. Cả hai thậm chí vượt mặt những gương mặt đình đám như Angela Baby, Nêu Diệp Phi, Tôn Lệ, Lưu Thi Thi. Đây là thứ hạng khiến top 10 năm mỹ nhân còn sức ảnh hưởng nhất 2021 gây ra nhiều tranh cãi. Kết quả cụ thể như sau. Vị trí 10 năm Tống Thiến, 14 Lưu Thi Thi, 13 Tôn Lệ, 12 Lưu Diệp Phi, 11 Lưu Đào, 10 Lý Thẩm, thứ 9 đam Tùng Vận, thứ 8 Triệu Lộ Tư, thứ 7 Angela Baby, thứ 6 Quan Hiểu Đồng, thứ 5 Cúc Tịnh Y, thứ 4 Dương Tử, thứ 3 Dương Mịch, thứ 2 Triệu Lệ Dĩnh, thứ nhất Địch Lệ nhiệt Ba. Về bạn nghĩ sao về bảng xếp hạng lần này? Hãy comment ý kiến cá nhân của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pivelog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.